Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krokus, Moscow, Nga tối ngày 22 tháng 3 năm 2024 giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày 23 tháng 3, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ngày 23 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi đến Chính phủ, nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và liên hệ ngay với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân. +79 166 821 617 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân tại Việt Nam +84 98 18 48 484 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương hôm 22 tháng 3 khi các tay súng xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua. Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông AMAC của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cộng đồng quốc tế chia buồn với Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Reuters trích dẫn tuyên bố từ Liên Hiệp Quốc cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát. Tuyên bố nêu rõ, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc những thủ phạm, những người tổ chức, tài trợ cho hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và được đưa ra trước công lý. Theo thông tin từ Đài RT, đã có hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương hôm 22 tháng 3 khi các tay súng xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua. Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông AMAC của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS là nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Ít nhất 5 tay súng bắt đầu bắn vào dân thường trong trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô Picnic chuẩn bị biểu diễn tại nhà hát có 6.200 ghế này ở ngoại ô phía tây Moscow. Video được xác minh cho thấy nhiều người trong hội trường lao ra lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Đoạn video khác cho thấy những tay súng này bắn vào nhiều nhóm người, một số nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Một nhân chứng hoảng hốt nói với hãng tin Reuters, đột nhiên có tiếng nổ phía sau chúng tôi, một loạt tiếng súng nổ mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, vụ dẫm đạp bắt đầu. Mọi người chạy đến thang cuốn, tất cả đều la hét, mọi người đều bỏ chạy. Số thương vong cao trong vụ xả súng hôm 22 tháng 3 khiến đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất vào Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004, khi các tay súng Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em làm con tin. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo ngay từ những phút đầu tiên về vụ tấn công và đang được cập nhật thông tin thường xuyên. Sau vụ tấn công, Nga đã thắt chặt an ninh tại các sân bay, trung tâm giao thông và khắp thủ đô, nơi có hơn 21 triệu dân. Tất cả các sự kiện công cộng quy mô lớn đều bị hủy bỏ trên khắp cả nước. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vừa đưa ra những tuyên bố nóng về vụ xả súng gần thủ đô Moscow hôm 22 tháng 3. Theo đó, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho biết những kẻ tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc gần Moscow sẽ bị truy lùng và tiêu diệt không nương tay. Nhà Trắng lên án vụ tấn công khủng bố lớn gần thủ đô Moscow, Nga hôm 22 tháng 3, khi các tay súng che mặt xông vào buổi hòa nhạc xả súng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Phát biểu ở Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp, đồng thời nói thêm rằng họ đang cố gắng thu thập thông tin về vụ việc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ xả súng và bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân. Hội đồng Bảo an đã ra thông cáo lên án vụ tấn công. Theo hãng tin TASS, khoảng 1/3 khu phức hợp Krakow City Hall, nơi xảy ra vụ xả súng, đã chìm trong biển lửa, trong khi một số video chưa được xác nhận cho thấy máy bay trực thăng đã được điều động để dập tắt đám cháy.
Ủy ban châu Âu đề xuất chuyển 90% lợi nhuận của các tài sản Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban châu Âu đề xuất mỗi năm chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro, 2,7 đến 3,3 tỷ USD có được từ các tài sản đang bị đóng băng ở châu Âu của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo hãng tin Reuters, các tài sản này của Nga bị đóng băng khi xảy ra xung đột ở Ukraine vào năm 2022. Như vậy, 90% sẽ được chuyển cho Quỹ Hòa bình châu Âu EPF để mua vũ khí cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho mục đích phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu, vì các khoản lợi nhuận là tiền lãi của 210 tỷ euro, 227 tỷ USD, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được nắm giữ dưới nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU. Ngoài những khoản lợi nhuận này, Ukraine cũng sẽ nhận được khoản thuế 25% hàng năm mà chính phủ Bỉ đánh vào các khoản lợi nhuận từ tài sản Nga. Số tiền này dự kiến lên tới 1,7 tỷ euro, 1,84 tỷ USD trong năm 2024. Trong đó, 1,5 tỷ euro, 1,62 tỷ USD sẽ được trả trong năm nay. Do đó, tổng đóng góp tài chính cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU sẽ đạt tổng cộng 4-4,5 tỷ euro, 4,3-4,8 tỷ USD trong năm nay. Sau khi đề xuất của Ủy ban được các chính phủ EU chấp thuận, lợi nhuận sẽ được chuyển cho Ukraine hai lần một năm, với đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 7. Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu Vadis Dombrovskis nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại to lớn mà nước này đã gây ra. Phản ứng trước đề xuất của Ủy ban châu Âu, phía Nga nói đề xuất lấy 90% lợi nhuận của các tài sản Nga để mua vũ khí cho Ukraine là cướp bóc và trộm cắp. Điện Kremlin cho biết, những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu với tư cách là người bảo vệ đáng tin cậy cho quyền bất khả xâm phạm của tài sản. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, thiệt hại gây ra sẽ là điều không thể tránh khỏi. Những cá nhân tham gia vào các quyết định này, các quốc gia quyết định việc này, tất nhiên, họ sẽ trở thành đối tượng bị kiện tụng trong nhiều thập kỷ. Khi được hỏi về kế hoạch của EU, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đó đơn giản là hành vi cướp bóc và trộm cắp. Bà Zakharova nói, Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây tiến tới tịch thu tài sản của Nga. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đã có tuyên bố Washington và đồng minh sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án khai thác khối tài sản 300 tỷ USD bị phong tỏa của Nga. Trả lời cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 29 tháng 2, bà Yellen nói rằng bất kỳ hành động nào cũng cần có cơ sở pháp lý chặt chẽ, vốn là điểm mấu chốt trong các cuộc tranh luận. Bộ trưởng Yellen cho biết bà đã tranh luận với người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire về việc cung cấp các phương án mà giới lãnh đạo G7, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, có thể đưa ra thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Ông Le Maire trước đó công khai bác bỏ quan điểm của bà Yellen, người khẳng định có cơ sở pháp lý để khai thác khối tài sản 300 tỷ USD của Nga. Trong hơn một năm qua, giới chức G7 chật vật tìm kiếm phương án sử dụng khối tài sản nêu trên để hỗ trợ Ukraine. Tranh luận diễn ra gay gắt tại hội nghị G20, 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới ở Brazil vào tuần này, bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các đồng minh G7. Một số nước châu Âu lo ngại hành động khai thác tài sản đóng băng của Nga có thể tạo ra những tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu niềm tin vào các đồng tiền phương Tây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yellen cho rằng làn sóng dịch chuyển ra khỏi các đơn vị tiền tệ phương Tây là rất khó xảy ra. Bà đồng thời khẳng định phương Tây có thể cân nhắc một vài phương án như sử dụng tài sản đóng băng Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Có nhiều vấn đề pháp lý phức tạp ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận. Chúng tôi đã kêu gọi ông Le Maire giúp chúng tôi đưa ra những phương án mà chúng tôi có thể trình bày với lãnh đạo, bà Yellen cho hay. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.